Rồi Hiền Tiên xin chào quý mặt cô chú ha, đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. Sau khi cúng đó cúng đang bàn cúng của chú anh chị đó, thì bây giờ là tiếp tục là Tiên cùng với 15 mét là sẽ lau mộ và sẽ quét cái con đường của chú Vũ Linh ra để những cái rác nó ra ngoài, thì bà con khi mà về giếng á, thì cái con đường thật là sạch sẽ ha. Bữa nay là ngày 1 tháng 10 thì Tiên nghĩ là sẽ có đông. Ủa anh áo vàng bữa nay đến sớm vậy? Ủa mặc áo cam luôn ta. Thì bữa nay là anh Minh có việc về quê để chuẩn bị xây nhà từ cái chị Liễu Phan. Nói là trợ duyên chú Vũ Linh, anh nói là chú Vũ Linh độ cho anh đó, thì được chị Liễu Phan trợ duyên 150 triệu của chú anh chị. Thì bây giờ là anh Minh ảnh thích thì mà coi à. Nói chung là anh Duy Minh là bữa nay là vắng mặt đó, để về quê là chuẩn bị là xây nhà. Ôi quá là tin vui luôn, thấy không? Đó, Tin đặc biệt vui hôm qua là của trong một lúc anh mà mình YouTuber được nhận quà khủng từ một cái chị Liễu Phan. Có như chị Liễu Phan là cũng bên Úc không chồng. Nói chung là cảm ơn chị rất là nhiều đã quan tâm anh Minh cũng như là mấy anh em ở đây, thì chị luôn có những cái quan tâm, comment rồi luôn ủng hộ mấy anh em quay ở mộ ha. Ủa không có còn nhiều không? còn nhiều lắm nè Dính gì? nè Thôi đá đó, dính gì? nhìn đã Nó lộn đá này với đá kia vô đó. đâu có đâu Đâu đó đưa thì em coi. sáng là bây giờ là lau Cái này chắc mộ, chắn là lau dính mão cho cậu nha. xi măng không? Không có này con, không cái đó cứng quá bỏ qua đây giọng ơi, lỡ anh rạy cái miếng đó ra cái chốc bên kia. Ủa em tưởng bữa nay anh đi trễ chứ. Nhìn buổi sáng cái cặp lau mắt của ông. cậu À, không biết sao không biết bữa nay sao nó vàng đi sớm không, là ngày hôm qua là anh vắng mặt một cái là có biến liền, mà lần nào là anh vắng là đa số là bị cái trường hợp này nha, y như là anh ở đây là không ai dám tới sao á, ông nặng bông dĩa quá nên là bữa cái anh vắng mặt cái là có người đến đến liền ha. đúng rồi, nên là bữa nay là anh quyết tâm là anh đến sớm rồi đó, là để coi thử Sớm coi rồi, có bữa ai nay anh đến sớm thì không có gì đâu. bữa coi thử là có ai mà dám đi vô đây để lên 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 sát nữa không? nói này nữa nọ, ông Ngọc Hoàng nữa ha. Hôm qua Trời là ơi. Có Ngọc Hoàng gì nữa hả? Ngọc Hôm Hoàng. qua Ngọc Hoàng luôn đó. Trời ơi. Hỏi này ông Ngọc Hoàng nào bà mà xuống đây hai, trời. hỏi ông bà mà không chịu nhận là nói không phải. Ngọc Hoàng mới chịu. Ở trên xuống. Trên là Ngọc Hoàng hả? Hoàng luôn. Hoàng á. Đó là Ngọc Ờ còn Hoàng. cho địa chỉ nữa đâu với Hóc Môn Ngọc Hoàng ở à, Hóc gì tiệm tạp hóa gì Ngọc Sơn gì á. Ủa Ngọc Hoàng mà cũng biết là nói địa chỉ không? đó Ngọc Hoàng đi đăng bia đó. Điện động quá Ngọc rồi Hoàng kêu là cũng giới thiệu tập quá rồi kia nọ à, Ngọc Hoàng cứ là sao đến đăng đó là để gặp đó, muốn ai ai muốn gặp thì cứ tới đó. Gì dạ mà khi mà gần tới mộ nha, đi ở ngoài đó đi vô là anh biết cái câu gì đầu tiên mà em nghe em thấy bả lạ không, mà nói tiếng Miên không nói gì xong rồi làm gì rồi bà cứ nói gian hiếp không chở lửa mới la dạy được bà cứ nhẹ nhẹ không sợ lửa không cứ ôi nay đậu iPhone nó gì ta con lâu rồi mà nhiêu hả nói mua được đó đợt đó nói với một tí lâu lắm mà 18 cũ tám cũ mấy ôi
iPhone gì ạ? iPhone 12 Pro Max. Ui. 256 GB. Ừ. À, tôi nói quay rầu luôn. Ai cũng lên đợi hết. Nên vậy tôi có được cái gì đâu? Gì đâu. Nhưng mà ý là mình muốn là chất lượng cái video sao? Của mình đúng khi rồi. Khán giả được xem á là rõ, rõ nét. Cái điện thoại kia nó quay lâu là nó nóng quá, cái đôi tự nhiên nó giật quay không được. Dạ. Sao mà anh? Cái đợt mấy mình đi làm từ thiện ở dưới nhà anh Kim Tiểu Long đó, tôi quay nó bị giật nó không có quay được luôn. Bởi sáng là bị tạt nó mua đó. Cho em thì muốn đi đường đó thì anh cứ hụt ở đây kìa. Ủa? Vậy anh muốn qua đây, vậy anh qua đi. Nè, vậy anh đi qua đây đi, em đi qua đây. Anh làm gì là em thấy không vui vậy. Vậy, em lao dưới đây nè. Tự nhiên cái anh biết mẫu chú đang đâu phải là trời mưa đâu mà lau khô, phải lau nước cho chú mát. Ý là em lau nước, anh phải lau khô lại. Vậy sao anh nói em? Sao anh lau khô mà em lau nước rồi? Chị gái đẹp nha. Ôi Phương ơi, chị gái đẹp chị Phương. Phương. Phương bất ngờ là đang nạp năng lượng để trước khi mà hỏi càng để có năng lượng trong ngày nay là ai mà đến đây mà lên đồng lên bóng hay là xin số đồ ha, tới công chuyện với ảnh luôn đó. Thôi chứ anh chị hả? Thôi bây giờ mình lấy chổi đi bà xã. Thôi mà từ có chị gái đến. Ơi chị người mẫu nè. Chị á hậu doanh nhân gì nè. Em chào chị. Chị đi biến mộ ba ghé hả? Dạ. Dạ dạ trong đó đó. Tôi cho cậu hôm nay đến thăm mộ ba xong rồi biến vậy là bây giờ mình thắp hương cho chú xong rồi mình vào mộ ba luôn đúng không chị? Đầu tiên luôn à, trong mộ xa vô mộ ba rồi. Mộ ba rồi bây giờ là chị thấy tụi em nhớ dài không? À, chị đến mấy lần rồi tụi em nhớ hết trơn. Quay thấy tụi ăn bánh mì mẹ rồi. Ờ thì thấy ăn bánh mì thì anh ăn bánh mì chứ có liên quan gì đâu. Anh ăn bánh mì. Chị đi qua hấp hương cho cô Hành Trung Quệ, cô chú anh chị. Cái hậu ba. Này như là hoa hậu doanh nhân á chồng. Doanh nhân. Hoa hậu doanh nhân. Như bên của chị là bên hoa hậu ở biển. Cái gì quên, tiêu mô tô, cái gì quên. Đẹp không? Hả? Anh tính cúng hả? Anh tính cúng hả sao? Ờ vậy thôi anh cúng đi. Anh cúng cái gì, cơm hả cái gì? Cơm chay hả? Đầy đủ đúng không? Anh đặt ở đâu? Chỗ cũ hả? À chỗ cũ. Chỗ là chỗ anh Minh. Chỗ anh Minh phải không? Vậy à, được mà. Nói vậy hả? Không, bên em là giao được hết luôn. Không giao mắc mối à? Ừ, không giao mắc mối. Nãy giờ mình nói mà quên, đi quét nhà chứ. Ủa vậy trưa nay ít cúng hay là sao? Có cúng không? Hay là cúng món khác? Nếu mà anh cúng cơm, nếu mà anh cúng thì anh cúng món khác.
Tại bữa nay mùng 1 thì giờ nhiều khi mình đặt gì trước thì người ta sẽ giao thôi. Ừ. Chỉ cúng đúng rồi, tại do khán giả gửi để cúng mùng 1 đúng không? Cái cây này sao mình không nói nữa ta, nhiều khi cái cây này bị lỗi đúng không? Bữa nào mình hỏi. Dạ em chào chị. Rồi chị ra rồi đó. Chị là người đã ba lần viết mẫu của chú rồi đó. Ba bốn lần rồi đó. Bốn lần. Tại vì lúc trước là em cái hồi mà mình lần đầu tiên mình thấy chị khi mà đeo một cái mà thấy cũng chị thấy cũng tội nghiệp. Tại vì cái đợt mà chị thi á, mà sau khi mà chị đọc giải á, cái là chị vào chị biến mẫu ba để chị khoe cái chiến tích của con gái của mình. Nhưng mà lúc đó là chị chưa có vào mẫu ba, chị vào mẫu du lịch thì hấp hương trước. Đúng rồi. Nhưng mà vô tình khi mà khi đó là các em youtuber quay lên đặt như vậy đó, thì chị bị chỉ trích rất là nhiều luôn. Khán giả nói là chị làm những cái gọi là phản cảm. Tại vì vào những cái mà chúng ta không nên mặc những cái trang phục đó, nó không có hợp. Nhưng mà mình suy đi nghĩ lại thì cũng tội nghiệp, tại vì chỉ muốn vào mộ của ba đúng của rồi. Chị để chỉ khoe cái thành tích mà chị đã từng ngao ước, cho nên là mình cũng không cảm ha. Cái đợt đó là mình Lâm thấy bà con cô bác và chị thích chị rất là nhiều luôn, mà theo mình Lâm nghĩ chắc chị không xem mình được, nên chị chỉ không có buồn. Không, với lại như là nếu mà mình làm cái gì đó mình được nổi tiếng thì người ta hương mình cũng có, mà người ta ghét mình cũng có, nên là người ta cũng nên là người ta cũng không còn đặt nặng cái vấn đề lên đúng không? Y như mình vậy, mình thì cũng có khán giả hương cũng có, mà nhiều khi người ta không hương cũng có nữa. Đó, nên ban đầu thì mình cảm thấy nó buồn lắm đó nha. Thiệt, hồi đó em thấy nó buồn lắm khi mà có cái vấn đề gì mà mình bị ai nói gì đó. Mà riết hình như giờ nó chai rồi, nó quen à. Ý như là giờ ai muốn nói gì nói, quan trọng cái tâm của mình thôi. Cái thác Trang Thành còn rất là nổi tiếng ha. Fan nhiều mà bây giờ là anti-fan. Đúng rồi, cái nào cũng vậy hết. Sau khi cái bộ phim mà Đất Rừng Phương Nam ra đó, là bây giờ ông đi sự kiện đi đâu cũng rất là buồn, không có dám nói chuyện, mà cũng không dám nói lâu. Với lại những cái người diễn viên khác, người ta sợ bị vả lây á, cho nên người ta không có tiếp xúc. Cho nên thấy đi dịp hôm bữa mà đi ăn người ta cũng cúi của gà đúng không? Rất là buồn nha, quay nhiều biết buồn lắm, nhìn thấy tội lắm. Tức là ngày xưa nổi tiếng là được nhiều người ta thần tượng, người ta theo. Còn bây giờ là những người đó, từ trước là những người ta thần tượng, bây giờ người ta yếm, người ta quay lưng vậy đó. Mình cảm không thật. Không phải bữa nay hết căng mãn hả? Chưa có là mình phải vượt qua cái đó thì mình quay vòng lon quá trời trên đây luôn, chịu quên. Quay Di Minh lụm hết luôn. Ừ, gọi điện mà nó cũng nói với mình nữa. Hôm nay là có anh Đường ha. Anh Đường tốt, ẩu ngày đâu mà ngày luôn. Hãy là được cái tối ngày cứ chat lên Di Minh sao hút hết view. Nice.
xuống thì tập trung với những cái ngôi mộ khác nên là một chú nó sẽ giảm bớt đi cái công việc. Bởi người ta nói người ta có câu là chín ngày một ngày. Làm cái gì là phải tập trung thì mới làm tốt được phải không? Bây giờ mình vừa làm cái này mình vừa làm. Ấy. Gì vậy? Cái gì vậy? Rồi, lọc. Không có lọc, lọc xử lý liền rồi. Trời ơi. Rồi sao ngon không? Lọc của chú ngon không? Ngon. Nhớ chưa cúng mà sao hành lọc được ta? Hôm qua về cũng không anh nói vậy. Qua đuối đúng không? Qua mệt không? Tại vì cái băng áo tím mình là cái băng gọi là dọn dẹp mà. Cho nên đã quen với cái cũng quen quá. Cứ dọn dẹp là đi đến đâu là dọn dẹp đến đó. Đó. Rồi cái video của Hiện Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha.